mình từng nghĩ suốt cuộc đời không rời xa nhau. Vì cuộc sống có những đam mê, vì sở thích khác lối nghĩ suy, người ở lại người muốn bước xa đi, sự quan tâm trở nên nặng trĩu, lòng hoàn thắt nước mắt đêm thâu, tường giọt đắng nuốt xuống tâm đầu, cảm nhận thấy trái tim bên kia không cần ta nữa. Đây là lúc trong ai chúng ta cần người nói mình sẽ chia xa, thì là lúc trong hai ta phải gạt lệ buông tay nhau ra. Buông tay không phải là đã hết yêu nhau, buông tay là gì ta muốn tốt cho nhau, buông tay dù lòng sẽ rất sâu đau, buông tay để ta còn thấy cần nhau, buông tay cũng là một cách ta yêu thương, buông tay cho lòng thôi hết vấn vương, buông tay như là ta hy sinh cho nhau, buông tay để một cuộc sống mới bắt đầu. Thôi hết vấn vương,
bắt đầu. Chúng mình cùng nhau buông tay, buông duyên, buông phận từ đây. Thanh thản đi bên đời nhau, buông tay là ta vừa nói. Cuộc đời phía trước mai sau, biết đâu ta lại tìm nhau. Dương xin cảm ơn.